Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Tiến Dũng sẽ thanh lý một cặp loa Bose 301 Series 2 hàng về bị lỗi và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các sản phẩm đang cập nhật tại shop. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Và như tiêu đề thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Bose 301 Series 2 hàng bãi màu trắng. Cặp này hàng của Mỹ. 301 Series 2 sử dụng một loa bass loại 20cm màng giấy gân mút, hai loa chép giấy loại 8cm. Cặp này vừa về ngày hôm nay thì Dũng chưa lau dọn và để nguyên tình trạng bụi như vậy, phục vụ quý vị và các bạn với mức giá đặc biệt rất rẻ. Đây là phần củ loa, tôi đã mở ra một củ để quý vị và các bạn thấy. Mẫu loa này được sản xuất vào những năm 1983. Củ loa ánh 7 màu. Đây là phần nội thất của loa, bao gồm một bóng đèn và một điện trở cản dòng. Các loa này tình trạng hàng bãi về, tuy nhiên nó không được đẹp. Các tuyến loa đẹp liền lạc. Và phần thùng loa, phần thùng loa, phần vỏ thùng tổng thể bên ngoài còn khá ok. Tuy nhiên phần mặt tiền, tức là mặt cắt của ván này, bình thường quý vị và các bạn sẽ thấy có một nẹt hãng dán ở đây. Tuy nhiên hàng về nó bị chóc mất một số cái. Đây là e căng của loa. Bên này bị chóc. Những vấn đề này nó không liên quan gì đến chất lượng âm thanh, tuy nhiên thì với thẩm mỹ thì nó sẽ không đẹp. 301 Series 2 hàng Mỹ. Trong này có công suất cực đại là 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Loa được sản xuất tại USA. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình trong các không gian nhỏ tầm dưới 30m2. Tiếng của nó khá tốt trong mức giá bình dân. E căng bằng lưới vải màu trắng, zin theo loa. Còn loa này với tình trạng hàng bãi zin đẹp thì Dũng sẽ phục vụ với mức giá thông thường là 8,5 triệu. Và cặp này về với tình trạng vỏ thùng không được đẹp và tổng thể cũng không được đẹp mấy. Tuy nhiên vẫn còn hoạt động bình thường, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mức giá thì Dũng thanh lý là 4,5 triệu. Mức giá chỉ 4,5 triệu, cực rẻ, chỉ khoảng nửa tiền so với hàng đẹp mà thôi. Quý vị và các bạn quan tâm những sản phẩm tuyển chọn 301 Series 2 thì Tiến Dũng đang có bản màu vàng, hàng của Mỹ và hàng của Canada. Xin lỗi quý vị, hàng của Mỹ và hàng của Mexico. Những mẫu loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1982 đến những năm 1992. Với tình trạng đẹp xuất sắc, series trùng số đúng cặp thì Dũng đang phục vụ với mức giá là 10 triệu 500 ngàn trên một cặp. Và tiếp theo phía bên đây thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa Bose ở phân khúc giá bình dân nữa. Đó là mẫu loa Bose 6.2. Mẫu loa Bose 6.2 sử dụng một loa bass loại 20cm và hai loa chép giấy loại 8cm. Đặc biệt với model 6.2, hãng treo hai con loa chép này ngay trực diện bên trên của các loa bass với mục đích làm cho âm thanh phóng ra cùng một hướng, tiếng sẽ tốt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn có thể hình dung liên tưởng đến những loa đồng trục, loa chép được nằm trong chính cái loa bass. Mẫu loa này có trở kháng 4 ohm và công suất là auto watt. Lỗ thông hơi nằm ở phía mặt trước. Thì dưới này là một cặp màu đen. Chúng ta để đúng chiều thì loa sẽ nằm ngang như thế này. Tuy nhiên chúng ta cũng hoàn toàn có thể để dựng đứng loa lên như thế này. Nhìn cũng rất đẹp và không có ảnh hưởng gì đến âm thanh. Cặp ở phía dưới màu đen, hàng Mỹ. Trang trí bên ngoài bằng simili. Đây là tổng thể phía mặt sau của hai mẫu loa này. 6.2 Series 2 hàng Mỹ, trở kháng 4 ohm, công suất auto watt. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình trong các không gian dưới 30m2. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Tình trạng hàng bãi zin tuyệt đẹp thì Dũng đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Bản màu đen thì Dũng đã phục vụ với mức giá là
9 triệu và bản màu vàng mức giá 10 triệu. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Trong tháng 5 này, Tiến Dũng sẽ bao phí ship toàn quốc nếu quý vị và các bạn thanh toán tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc Tiến Dũng sẽ không bao phí vận chuyển, quý vị và các bạn lưu ý. Phía trên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa bầu nữa. Đó là mẫu loa bầu rất được yêu chuộng trên thị trường hiện nay, 6L1 Series 2. 6L1 Series 2 thì cách đây vài ngày thì Dũng có giới thiệu một cặp thì đã được một anh khách ở Quảng Trị mua ủng hộ. Và ngày hôm nay thì Dũng tiếp tục về thêm một cặp nữa. Tình trạng hàng bãi tuyển tuyệt đẹp. Cặp này nó đẹp y như cặp vừa rồi. Tuy nhiên thì cái e căng này nó có hơi bị sờn một chút xíu ở đây. Hai góc này có bị sờn chút xíu. Nếu như hoàn chỉnh thì nó sẽ nhìn giống nguyên đây. Ngoài lỗi này ra thì loa tổng thể còn zin rất đẹp. Với shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn luôn luôn mang đến quý vị và các bạn một dịch vụ rõ ràng về hình thức, về mưu tả, về xuất xứ. Cặp loa này được sản xuất tại Mỹ, 6L1 Series 2. Phần vỏ thùng loa còn rất đẹp. Mẫu loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1982 cho đến những năm 1988. Đây là cùng thời gian này, mốc thời gian khoảng như vậy để quý vị và các bạn có thể hình dung được về các năm sản xuất. Với những mẫu loa này thì đã trên dưới 40 tuổi hết rồi. Và tình trạng như thế này là một cặp loa hàng bãi rất đẹp. Tôi sẽ mở cái e căng ra để quý vị và các bạn ngắm nghía các tuyến loa ở phía mặt trong. Căng bằng lưới vải bố rất đẹp. Mẫu này trưng bày sang trọng, nhìn nó rất gấu. Nhiều anh em còn thích mẫu loa này hơn là 6L1 Series 3. Tuy nhiên thì đối với việc mua bán thì chúng ta sẽ áp dụng theo giá làng. 6L1 Series 2 thì nó rẻ hơn 6L1 Series 3 khoảng 10 triệu. 6L1 Series 2 sử dụng hai loa bass loại 20cm, một cái trích phía trên và một cái trực diện phía trước. Mẫu loa này sử dụng 4 loa chép tương tự như 6L1 Series 3, hai cái quay phía trước và hai quay check phía sau với mục đích làm âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Lỗ thông hơi của mẫu loa này ở đây. Các tuyến loa zin nguyên bản rất đẹp. Phần thùng được thiết kế rất chắc chắn, có thể nói là còn chắc chắn hơn 6L1 Series 3. Với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, phần e căng hơi sờn một chút. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 35 triệu và với cặp này phần e căng có sờn nhẹ một chút như đã mô tả, Tiến Dũng phục vụ với mức giá chỉ 33 triệu, mức giá giảm 2 triệu so với cặp loa vừa rồi. Tiếp theo ở phía bên đây là một cặp loa của Mỹ nữa, đó là JBL Model L. Xin lỗi quý vị, Model 120Ti. 120Ti quý vị và các bạn sẽ thấy cấu hình của nó gần giống với L112. Với mẫu loa này thì hãng trang trí bên ngoài toàn thân là gỗ lạ màu vàng từ mặt trước ra mặt sau. Đây là phần tem thông số phía mặt sau. Model 120Ti, loa được sản xuất tại California, USA. Phía mặt sau là trạm kết nối loa và có hai công tắc chỉnh mid range và treble range. Chúng ta có thể tăng giảm tiếng trung và tiếng chép ở hai công tắc này. Phần thùng loa được trang trí rất đẹp, gỗ lạ, rất chắc chắn. Cặp loa này vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi zin tuyển chọn rất đẹp. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 30cm, màng giấy gần mút. Quý vị và các bạn nhìn màng loa này sẽ thấy nó giống y như là 112, có điều là màu xanh đen, còn 112 là màu trắng. Một loa mid loại 12cm và một loa chép đôm. Lỗ thông hơi của loa nằm phía mặt trước. Đây là e căng của loa. Khi chúng ta đại vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. E căng bằng lưới vải màu nâu rất đẹp. Cặp loa này với mức giá làng hiện nay khoảng 28-29 triệu. Và Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn cặp loa này với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, mức giá chỉ 27 triệu. Mức giá cực tốt tại thời điểm này, 27 triệu bao phí ship nếu quý vị và các bạn thanh toán trước tiền một lượt.
Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc âm ly, Marang Modern 1250 là đối tác tuyệt vời cho hầu đẹp các dòng loa của JBL, của Sekuvega, của Bioneer hoặc của Bow cũng chơi rất tốt. 1250 với công suất nguồn là 330W, mặt phay nhôm màu hong vàng, vỏ gỗ zin nguyên bản rất đẹp. Chiếc này Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 23 triệu. Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng xịn. Và xin lưu ý đến quý vị và các bạn, với mẫu loại âm ly này Tiến Dũng là vỏ gỗ zin theo máy. Với những sản phẩm vỏ gỗ không còn zin theo máy thì mức giá sẽ rẻ đi khoảng 2 triệu đồng quý vị và các bạn lưu ý. Cũng có rất nhiều các quý vị và các bạn, các anh em hỏi về các dòng âm ly của Đàn Ông hoặc các dòng loa bãi vân vân. Với các sản phẩm tại sao shop này thì giá mềm hơn shop kia, thì điều đó là còn tùy thuộc vào độ zin, độ đẹp và độ xịn của sản phẩm. Ví dụ như vừa nãy Tiến Dũng có vừa chia sẻ với quý vị và các bạn, vỏ gỗ mà không zin thì mức giá sẽ rẻ đi khoảng 2 triệu cho đến 2,5 triệu. Và tiếp theo phía trên đây Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao model K5 xin lỗi quý vị, BTA 30 Pro của thương hiệu FIO. Âm thanh mà chúng ta vừa nghe là của FIO BTA 30 Pro. Ở đây có một volume FIO BTA 30 Pro với giải mã, chúng ta có thể kết nối cổng Bluetooth của điện thoại 5.0 vào đây, giải mã âm thanh từ điện thoại, kết nối cổng quang từ TV, kết nối cổng USB từ máy tính. Thiết bị này kết nối TV, điện thoại, máy tính, giải mã tối đa lên đến 32 bit, rất nhỏ gọn, chuẩn Hi-Res Audio và chuẩn Hi-Res Audio Wireless. Chiếc này với tiêu chuẩn CE là tiêu chuẩn châu Âu, hàng của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Với tình trạng mới nguyên siêu, nguyên hộp, BTA 30 Pro Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 3.400.000, bao ship toàn quốc. Giải mã lên đến 32 bit và lên đến Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng rất tốt. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại áp dụng cho sản phẩm FIO BTA 30 Pro là một cục adapter, một bộ dây AV và một dây optical. Ba thiết bị này trị giá, ba sản phẩm này trị giá 700.000 và bao phí ship toàn quốc. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm này có thể liên hệ với Tiến Dũng. Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn đặt cọc trước 1 triệu hoặc thanh toán trước 1 lượt, nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán nốt số tiền còn lại cho Tiến Dũng. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao nữa của hãng FIO. Chiếc ở phía trên là FIO K5 Pro. Đây là một sản phẩm bán rất chạy trong thời gian vừa qua với chuẩn Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng cao. Phía mặt trước là một volume. Thiết bị này có thể kết nối với TV thông qua cổng optical, kết nối với máy tính thông qua cổng USB. Với FIO K5 Pro không có chức năng Bluetooth. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến Bluetooth thì có thể quan tâm đến FIO BTA 30 Pro. Còn đối với những em không quan tâm đến Bluetooth thì có thể mua K5 Pro. Thiết bị này cũng đạt chuẩn Hi-Res Audio và tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn châu Âu. Mới 100% nguyên siêu. Đây là hàng demo để giới thiệu đến quý vị. Mức giá của FIO BTA, xin lỗi quý vị, mức giá của FIO K5 Pro mức giá 4 triệu. Dụng bao ship toàn quốc. Và với FIO K5 Pro thì Dũng cũng tặng theo một bộ quà tặng tương tự như BTA 30. Và phía dưới này trước mắt quý vị và các bạn, đó là một chiếc đầu giải mã DC cao cấp nhất của thương hiệu FIO. Đó là K9 Pro. K9 Pro kết nối Bluetooth, kết nối USB của máy tính và kết nối cổng optical. Đặc biệt với K9 Pro, máy được tích hợp thêm phần Vray MP5. Chúng ta có thể chỉnh lớn nhỏ và làm Vray cho các thiết bị audio khác. Đây là giao diện phía mặt sau của FIO K9 Pro. Kết nối Bluetooth từ điện thoại, kết nối cổng USB, kết nối cổng optical, xuất ra ở hai dạng, dạng ba lăng và dạng RCE. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng tính năng Line In để sử dụng máy như một chiếc rề. Chiếc này tình trạng mới nguyên hộp thì Dũng đang phục vụ với mức giá hàng chính hãng
là 17 triệu. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc âm ly rất quen thuộc, đó là Đàn Ông 1500 AE và 2200 mã. Và trong thời gian vừa qua thì những sản phẩm này rất khó về, hàng rất hiếm do phí vận chuyển và do hàng mỗi lúc một khan hiếm, thì với những sản phẩm tuyển chọn như thế này hiện nay đang rất ít. Đàn Ông 1500 AE, điện 100V, công suất nguồn là 250W, máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS. Mức giá của chiếc này là 10.500.000, mức giá rất tốt tại thời điểm này. Và phía dưới là Đàn Ông 2200 mã, máy có công suất là 250W, 4 sò MOSFET, mức giá là 16 triệu. Mức giá có nhỉnh hơn cách đây vài tháng một chút, tuy nhiên thì đổi lại thì máy rất đẹp, có thể nói là tuyệt đẹp. Đây là những đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa B&W, các dòng loa Baunier, JBL, đặc trị các dòng loa bầu. Quý vị và các bạn có thể phối ghép 1500 AE này với các dòng 3-1, series 2, 3, 4, 5, các dòng 6.2 đều chơi rất tốt. Còn đối với anh em sử dụng với tầm như 6-1, series 2 thì có thể phối ghép vào 2200 mã, tiếng rất tuyệt vời. Những chiếc âm ly này sử dụng sò MOSFET đời mới, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm một chiếc vang để thi thoảng hát karaoke, giải trí gia đình. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.